Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha cả nhà. Mình hôm nay mình đi hái dừa ở Mỹ Thành An cả nhà. Ở Mỹ Thành An ngay cầu Bến Tre 2 cả nhà. Đó. Đây cái dừa lai cái nhà mà nó sai ghê cái nhà. Đạp hai tạp phố nghe luôn. Đạp chút ồ thì đạp chút mấy mấy giò muốn giò luôn hay ta đạp mấy giò. Trời luôn. Đây vườn này rậm ghê cả nhà, mà tự nó ít dừa, dừa cây thì nhiều lắm cả nhà mà thưa trái. Ảnh hưởng nước mặn. Đây đa số dừa đỏ. Dừa đỏ nhiều lắm cả nhà. Đây nè cây dừa ta, còn mấy cây dừa đỏ thì trái nó thưa cả nhà. Đó. Lại đây cho lại đi. Đi ơi. Giờ có ánh nắng lên nè cả nhà, sáng cũng hơi mù mù. Mở nước rồi đó. Này nước rồi đó. Đi trong lùm nè cả nhà. Ở đây nghe ồ là tại vì gần lò thạch dừa. Thật chiều lớn nha, dốc cầu Bến Tre 2 á cả nhà. Còn miếng quá. Ồ ồ vậy. Cái cây này cây dừa đỏ mà đa số ở đây thì cây dừa đỏ nhiều á cả nhà. Đỏ với tam quê em. Mày nói vườn ai? Hai thầy trò nó nẵng xào xáo luôn cả nhà. Nó sùm nẵng. Cả nhà thấy không, ổng sợ ổng ngồi mình, ổng ổng sợ rồi cả nhà, mình dán trong cỏ thôi á, mình quay có một tay rồi cả nhà, chúng thôi ổng cách với mình này. Trái về xả luôn cả nhà. Mấy trái. Rồi.
vườn này bà già cả nhà, cho nên không ai dọn dẹp hết cả nhà. Đắng quá. Hai quả dừa lai cái nha. Đây cái cô này cũng còn trồng tạp nhạp chứ không có trồng một lọt thế nào cả nha. Dày quá nó mới mất cảm giác, mỏng cho cũng có cảm giác rồi. Mới mốt người ta bỏ đi chân không đi, đi chân không như ông Thích Minh Tệ vậy đó. Vậy sao nãy vỏ chai là vỏ nó chai rồi đó. Chứ ông nói rồi. Dừa tam quan cả nhà ơi, chứ không có ngọt cả nhà, không có dừa gì qua dừa phổi dừa xiêm canh đó cả nhà. Đây nút một cạn miếng nữa, cắt thuốc ngang bỏ cho mình đó, còn mẹ bỏ đây. Bài bài mấy con ơi, mình ngồi đây mà cứ nhá không cả nhà, mấy cái dừa chuột khoét đó cả nhà. Rớt ngay mặt mình không, nó cướp mặt lên quay đó cả nhà, đó quá chừng luôn á. Ông Phúc con chó nó dí ổng hoài à cả nhà, ổng la áo áo bên rồi bên kia. Chuột á, nó ăn cái chưa có rụng cả nhà, nước thúi đổ mình ông quất dừa quá chừng cả nhà. À, hái dừa cũng có vườn rậm, vườn sai, vườn thưa, vườn cũng có sạch sẽ đẹp, còn vườn này quá trời cả nhà. Kiến với mũi nó cắn mình coi, vợ đù cổ là đang cắn luôn, giờ mình tắt máy mới được. Quá trời rồi, cắn mịt mù luôn nè. Cắn rồi nó chui lỗ tai, nó cắn nữa cả nhà. Khủng khiếp. Nó bị đứt đôi dép rồi, nó bị trật đứt đôi dép rồi, giờ cặp nách luôn cả nhà. Nhà thấy vườn có thôi luôn cả nhà, nó giờ nó lo lùm khum, nó đi sửa dép nữa cả nhà.
đẳng kiến với mũi nhiều quá, mình chạy lên đây mình đứng lên đây mình không dám là đó, mũi dữ lắm đây nè. Hoa này hoa rất rồi đó nha. Kia thời gian ở đâu mà đi làm không được nghỉ cho nó khỏe. Dạ. Yeah. Đi cho nó ăn hết phải đi cho cũng sớm rồi ăn gì nổi. Lợi lớn lợi thì giá nó rẻ. Lớn lợi thì giá rẻ nhưng mà cá lớn cũng dễ bán. Dạ. Ừ. Kệ nó đi. Quá dùng phải đòi cho cao giá lên mới được. Không sao đâu gì, tháng nay con trả cho gì 200 ngàn á. Con trả cái gì? Trời ơi nó làm lẹ quá, cầm dây mà lôi thôi tay yếu cầm nổi à. Có trái nào hết trơn. Con cái gì con cũng mua á, con được cái không dễ vậy con mua tùy theo giá cả con mua. Hổm rày á mới có hạ mưa xuống mà người ta bỏ vườn dừa nhiều lắm. Con đi mua chứ. Dừa là người ta bỏ nó chạy không á. Dạ con. Dừa người ta bỏ. Nó vô nó bẻ rã rồi tới mua dừa nhỏ tới mua mấy cái chạy hả? Bỏ của ta. Dạ. Nhỏ mua nhỏ, lớn mua lớn chứ mua bằng ăn. Con mua hổm rày nhiều lắm, dường dường ta bỏ con mua. Dạ. Con mua hổm rày nhiều dữ lắm. Bé vừa đẹp nữa rồi, con nhờ nó. Con nhờ có công nhà. Bà con bán với mình công nhà rồi mình kia nhiều. Rồi chưa. Bà vừa nhỏ này người ta mướn mắc lắm á gì, mướn công mắc á rồi hoài sai vậy bán không có nhiều rồi cái người ta bỏ vườn, con mua hổm rày biết nhiêu nữa. Vừa này của gì là nó khen vừa này không biết. Ấy gì biết không, cái con có nhờ có anh Quốc gánh công nhà. Cho nên á ngày nào con cũng đi, nhiều khi thằng cháu nó mệt lên nó cũng mắc nghỉ nó nghỉ. Mà nhà vườn người ta kêu á. Cháu này là con của Dượng Ba đó. Dạ, rồi nhà vườn người ta kêu rồi chủ vựa kêu á. Bà con người ta kêu rồi con đi hoài với ông xã con đi suốt ngày vậy đó. Ba nó được mấy người trai vậy con? Dạ có một thằng đó đó con. Người đó hả? Người dạ. Có gái không? Dạ, nó có vợ hai đứa con rồi gì. Vậy nữa hả? Con nó đứa học lớp 7. Nó dữ vậy? Thằng đứa học lớp 1. Con nó dẹp con. Ba mấy tuổi rồi gì thấy vậy á. Nhờ nó ngủ nhiều á. Nó biết nhậu không? Dạ không. Nó ngủ không à, nó ham ngủ lắm. Còn anh Quốc con với anh Phúc thì đi suốt vậy đó. À, con giao dựa không à gì? Dạ không, con giao dựa về con sang liền vậy đó. Tại vì tụi con còn buổi sáng vậy, còn buổi chiều còn bò nọng đồ nhiều lắm. Dạ. Dạ. Nè nè, nó mệt rồi cả nhà. Giờ nó ngồi xà lai luôn rồi. Rồi đó cả nhà, giờ nó nằm nó ngồi. Nằm xà lai luôn rồi. 45 rồi tiếp nha. 49. Con đi hái dừa là về con cho thêm mà. Con không có bớt. Có hả ông kia 485.000 trả luôn cho 500. Mình thu hoạch được nhiêu đây, còn trên kia đóng nữa cả nhà. Rồi cuối clip. Chào cả nhà. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau nha cả nhà. Nhớ ủng hộ cho Quốc Dừa nha cả nhà. Bye bye, xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau. Bye bye.